Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay mình có một cái thông báo cho anh em như thế này, đó là mình livestream bên fanpage anh em ơi. Thì mình đang tham gia một cái event, đó là đăng ký người ủng hộ anh em. Thì hôm nay mình làm clip này để thông báo cho anh em fan cứng, dù như mấy bạn nào có sim Viettel hoặc là xài Momo, các bạn đăng ký người ủng hộ giúp mình thì mình sẽ trả lại cho anh em thẻ Garena là 50k cộng với thẻ 20k nha anh em. Đó là tổng cộng là 70k. Thì ví dụ như anh em nạp sim Viettel thì anh em sẽ trừ 46.000 cộng thuế 10% là 4.600 nữa, là tổng cộng anh em sẽ mất là 50.600 đồng. Và mình sẽ trả lại anh em có thể là thẻ cào hoặc là thẻ Garena cũng được, là tổng là 70k. Còn anh em nào có ví Momo thì thường thường Momo thì nó sẽ thanh toán bên Google thì nó sẽ trừ mấy chục phần trăm, có thể là 50%. Ví dụ như là anh em là có thể đăng ký chỉ có mất khoảng 23% đến 30 ủa 23.000 23.000 đến 32.000 thôi anh em ạ. Tại vì mình có nhờ mấy bạn đăng ký chụp hình gửi mình thì mình cũng tầm khoảng đó, thì anh em tốn khoảng hai mấy 30.000 thì mình sẽ trả anh em vẫn là 70.000 đó. Thì các bạn có thể là nhận thẻ Garena, mình sẽ mua thẻ Garena mình gửi cho các bạn, hoặc các bạn có thể đưa mình nạp thẳng cho mấy bạn luôn. Đó, nạp cho các bạn rồi mình quay clip mình đăng lên YouTube cho anh em, đó là để cho sự công khai như thế. Về thứ hai đó là anh em có thể là mình sẽ nạp cho anh em bằng SMS, bằng cái mã UID dưới anh em. Đây, cái mã UID dưới nè. Đó, anh em thấy là UID 981 nè. Mình sẽ nạp cho anh em qua cái mã UID cũng được. Và nạp qua cái mã UID thì đương nhiên thì ví dụ như 70.000 thì quân quy nó sẽ không nhiều nha anh em. Ví dụ như là 20.000 thì anh em sẽ được 32 quân quy, còn thẻ Garena thì anh em sẽ được 40 quân quy đó. Nên anh em muốn lựa chọn cái nào thì anh em cứ việc nhắn tin cho mình. Thì cách thức thì tham gia thì mình sẽ ghim cái trang cá nhân cũng như là cộng với cái fanpage của mình dưới phần mô tả. Bạn nào muốn đổi với mình thì mấy bạn cứ nhắn tin cho mình thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký người ủng hộ nếu các bạn chưa biết. Rồi mình sẽ hình ảnh anh kia anh em đầy đủ thì mình sẽ gửi thẻ cào cho anh em. Đó, mình có mặt mũi, mình có kênh YouTube, mình có kênh fanpage nên sẽ không có lừa gạt anh em. Về cái tiếp theo đó là về cái thời gian á, thì khi mà mình đăng clip này cho đến khi mà mình kết thúc cái event đó, thì mình sẽ thông báo cho anh em dưới cái comment nha. Mình sẽ comment bên dưới và mình sẽ ghim cho anh em là giống như là mình sẽ không đổi nữa, tại vì số lượng thì nó cũng có hạn anh em ơi. Đó, và thời gian nó cũng có cái thời gian event đó, mình tham gia hết thì mình sẽ có thể là mình một là có thể là mình comment dưới, hai là mình sẽ ẩn video này để tránh nhiều anh em mấy. Thì kênh mình có hướng dẫn cho anh em nạp thẻ này kia rồi các kiểu, thì anh em cứ xem rồi anh em có thể nhắn tin với mình thì mình sẽ cho anh em nạp hết tất cả những cái loại nào anh em mong muốn. Nạp trực tiếp cho anh em thẻ Garena hoặc là nạp bằng cái mã UID, hoặc là có thể là mình sẽ gửi thẻ cào cho anh em tự nạp. À, rất là nhiều lựa chọn, hoặc là anh em có thể lấy cái cào điện thoại anh em bỏ ra 50.000 thì mình sẽ bắn ngược lại cái sim cho anh em là 70.000, và đương nhiên là tin nhắn này kia thì mình sẽ chụp lại hết nha anh em. Mình sẽ chụp lại hình ảnh tin nhắn là những cái giao dịch thành công mình sẽ giúp mình gửi cho anh em, và cũng như là anh em là giao dịch thành công hay là này kia thì anh em báo mình mấy anh em chụp màn hình anh em gửi mình thì mình sẽ gửi cạc cho anh em. Tại vì hôm nay mình làm trên fanpage thì mấy bạn cũng khá là nhiều, mấy bạn kêu là qua YouTube thông báo cho những bạn nào chưa biết, thì hôm nay mình qua YouTube để mình thông báo cho anh em. Đó, nếu bạn nào mà xem được clip này thì cũng như là đăng ký người ủng hộ giúp mình đó, và cũng như là muốn đổi cái thẻ cào với mình thì mấy bạn cứ việc nhắn tin trực tiếp cho mình. Rồi bạn nhắn tin bên cái Facebook cá nhân anh em, tại vì fanpage thì mình ít khi nào mình set cái tin nhắn bên fanpage, mình chỉ xài trang cá nhân là nhiều đó. Mấy bạn nhắn vào trang cá nhân thì mình sẽ nhận tin nhắn anh em và mình sẽ phản hồi anh em sớm nhất có thể nha anh em. Đó, tại vì trong thời gian này mình cũng đang đi làm đó, nên mình nhận được tin nhắn này nếu mà nhận lúc nào thì mình sẽ trả lời cho anh em lúc đó luôn nha anh em. Tại vì sợ mình lúc mà lần công chuyện chat ebook anh em khoảng chậm khoảng 15-20 phút cũng không chừng. Đó, anh em xem thì anh em thông cảm giúp mình nha. Đó, thì mình lúc trước giờ mình cũng đã làm kênh YouTube này, mình like và cũng như là mình hướng dẫn cho anh em khá là nhiều, thì uy tín của mình thì chắc mấy bạn fan cứng chắc cũng đã hiểu rồi anh em ơi.
mình cũng tặng thẻ cào, mình nạp 32 quân quy tặng anh em fan, thì mình sẽ không có lừa gạt anh em những đó gì đó. Tại vì mình làm clip này để cũng như là anh em giúp đỡ mình, và mình cũng sẽ giúp đỡ lại anh em, đó là mình sẽ cho anh em những cái thẻ cào hay là những cái thẻ Garena anh em mong muốn. Tại nhiều bạn thì bây giờ không có đi mua thẻ Garena được đó, nên mà không có ngân hàng nữa, rồi mấy bạn không có mua thẻ được, thì bây giờ mình sẽ chấp nhận mình đổi cho anh em. Một bạn có thể đổi với mình nhiều lần cũng được, nếu mà mấy bạn có được nhiều người đăng ký, mấy bạn có thể mượn bạn bè hay là anh chị em gì đó cũng được. Chỉ cần có một Facebook riêng, một cái máy riêng đăng ký thành công thì mình sẽ chấp nhận mình gửi lên cho mấy bạn là 70.000 tổng, gì tổng cái thẻ cào là 70.000 nha anh em. Hoặc là anh em muốn lấy Momo thì mình sẽ chuyển thẳng cho anh em 70.000 qua Momo luôn. Đây, anh em phải trồng cây dòng này kia, ngày anh em có 1.000 2.000, thì bây giờ anh em giúp mình một cái thì mình anh em đã lời trong đó khoảng mười mấy ngàn, còn bạn nào mua mô thì có thể là lời được khoảng ba mấy ngàn. Cái đó là mình nói thật nha anh em. Đó, anh em không tin thì anh em có việc nhắn tin cho mình thì mình chuyển cho anh em tin nhắn này kia rồi rõ ràng. Và cái thứ hai là mình muốn trong cái clip này mình cũng xin nói với anh em luôn, đó chính là về cái trang nạp thẻ của Liên Quân. Thì trang nhạc thẻ.vn đó là trang nạp thẻ chính thức của Garena Liên Quân Mobile nha anh em. Không có chuyện lừa gạt anh em đâu. Nếu mà trừ tiền hay là nạp thẻ rồi báo thành công rồi thì chắc chắn quân quy nó sẽ về nha anh em. Còn những sim ví dụ như là Mobi Vina thì nó có bị lỗi hay kia, nó thể nó vào chậm một ngày 2 ngày. Mình thấy nhiều bạn comment xong chửi bới cái này kia rồi xong thì 2 3 ngày quân quy vô cái vô xin lỗi. Trang đó là trang của Garena, mình đâu có nói cái trang nào của ai hay là cái trang đó mình tạo ra đâu anh em. Trang của Liên Quân mà mình gạt anh em làm gì, nó có cho mình đồng bạc nào đâu, mà mình phải marketing cho nó, tại vì mình muốn hướng dẫn cho anh em làm thôi đó. Còn nếu có nạp cái nào thì thành công rồi, mình lúc nào mình cũng quay clip lại cho anh em xem đó, nạp thành công đàng hoàng chắc ăn luôn em ơi. Mình anh em cũng đã thấy mình có khi nào mình giới thiệu những trang web nào mà tào lao hay là những cái trang web nào mà nó không có chính chủ không, chưa mấy bạn chưa từng thấy bao giờ trên kênh mình đâu. Mình toàn nhiên là nạp thẻ như chính chủ của Garena hoặc là mua thẻ của Momo, thì theo bay những cái trang mà người ta đã có được cái độ uy tín nhất định anh em ơi, và có đội ngũ mà chăm sóc khách hàng rồi, khi mình xảy ra vấn đề thì mình liên hệ nó thì nó chắc chắn thì nó sẽ giải quyết giúp mình. Và vừa rồi thì Viettel nó cũng chậm trễ trong cái việc nhưng mà liên kết với cái trang nạp thẻ, thì nó đưa ra một cái cổng nạp thẻ riêng luôn, và Garena cũng đã thông báo cho anh em đó là soạn tin nhắn bằng SMS anh em. Thì mình cũng đã làm clip hướng dẫn rồi, anh em chỉ cần mà soạn SMS với cái cú pháp như thế này, đó là Garena khoảng cách rồi DK rồi cái mệnh giá của anh em, dù như anh em nào 50k thì anh em DK 50 nó gọi LQ1, rồi em khoảng cách cái anh em dán cái mã UID vào, rồi anh em gửi tới hình như là 9029 vậy anh em, mà mình cũng không nhớ chính xác không biết phải gì không. Nó anh em gửi đến số đó thì nó sẽ nạp thẻ thành công cho anh em. Đó. Thì mình có làm clip hướng dẫn anh em nào mà cần xem thì anh em quay lại clip vừa rồi anh em xem nha. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video nha. Nếu mà thấy hay, thấy ủng hộ mình thì mấy bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ anh em ơi, giúp kênh mình sớm đạt được 5.000 subscribe. Đó, 5.000 subscribe thì mình sẽ tạo ra một sự kiện thẻ cào nhỏ nhỏ cho anh em. Đó, cũng như là nếu mà người ủng hộ mình đạt được số người mong muốn thì mình sẽ tổ chức giải cho anh em nhận, có thể là thẻ cào là 50 100k cho mỗi bạn nếu mà đánh giải 5v5. Đó, team thắng là sẽ được thẻ cào. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn anh em ở những video tiếp theo hay những buổi livestream tiếp theo anh em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ơi. Bye bye.